Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản cho mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy cao cho mọi người rồi. Siêu rẻ cho mọi người. Đầu tiên, con máy này. Đấy. Con này Korea. Korea xuất Nhật nha mọi người. Đấy, ngoại hình. Con này chất liệu là graphic. Size thì tương đương với size... xe thật của nó là tương đương với size 1.000 đến 1.500 nha mọi người, chắc cỡ 1.500 á, đây ST 1.000. Đây, tay quay này đảo chiều trái phải được nha mọi người, đảo chiều trái phải và gập gọn lại được. Này, con này là của AlphaTac nhé. Radio của nó là 4.7, thông số cước của nó này, cước số 4 vào 145 m, không có thông số cước dưới này nữa nha mọi người, không có cái tem dán cái tem này này, mà mình chỉ thấy đây là cước số 4 vào 145 m thôi. Đấy, chuẩn của nó là như thế. Này, cái số 1 60 à, cái đá trượt cước, cái khuyên trượt cước này ok này. Tiếp theo số 2 là con máy này, con này chạy OB này, chất liệu là graphic nha mọi người, con này size tầm cỡ 2.000, size thật tầm cỡ 2.000 cho đến 3.000. Đây, cái này có mã của nó là spin 3.000 đây, 2.000 cho đến 3.000. Tay quay thì đảo chiều trái phải được, đảo chiều trái phải và gập được. Đây, cước, thông số cước, ratio của nó là 5.1 này. Thông số cước nhựa gì của nó đây là 0.28 là vào được 150 m, 0.3 là vào 130 m và 0.35 là vào 80 m. Đấy, 80-90 m. Đấy, nó mắc cái dắt cước rồi nè. Đấy, cái khuyên này nó cũng bị rỉ này. Đấy, ok. Con này con số 2 30.000. Số 2, 30.000. Số 3 là con này. Con này size tương đương size 1.000 nha mọi người. Size tương đương size thật là 1.000. Đấy. Chất liệu là graphic. À, chất liệu graphic. Ratio của nó là 4.9, cước số 2 vào 115 m, cước số 2.5 thì vào 100 m và cước số 3 vào 90 m nha. Đấy. Khuyên trượt cước này. Ok. Tay thì đảo chiều trái phải được, đảo chiều trái phải và gập được nha mọi người. Đảo chiều trái phải và gập được. Này con số 3 50.000. Số 3 50.000 nha mọi người. Tiếp theo số 4. Số 4 là con máy này. Size của nó, con này size tầm cỡ size 2.000. Tầm cỡ size thực của nó tầm cỡ 2.000 nha mọi người, 2.000 cho đến 2.500 á. Đấy, khóa một chiều này, mở này. Con này ngoại hình nó hơi bị cũ, ngoại hình của nó hơi bị cũ. Đấy, đảo tay trái phải được và gập tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập tay được. Đó, khóa một chiều này. Đây,
có khoang trượt cước của nó đây, ok nhé. Cước số 3 vào 180 mấy, cước số 4 vào 120 mấy, cước số 5 vào 90 mấy nha mọi người. Thấy cái gì, cái ratio, ratio là 4.5 nha mọi người, ratio 4.5. Ok. Con này hơi cũ này, con này số số 4. Bán 50.000, số 4 50.000. Số 5 con này chất liệu là graphic nha mọi người, con này size thật của nó là 1.000, size thật 1.000. Đấy, khóa một chiều này, mở này. Con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập tay được. Nút này nó đang hơi bị cứng. Nút này của mình nó đang hơi bị cứng nha mọi người, về gõ gõ ra. Gõ gõ nhỏ xíu vào vào. Đấy. Cái khuyên trượt cước này, đây, nó hơi bị hang nhé, mọi người về đánh ra. Tôi cho cái thông số nó cũng mờ quá rồi mọi người. Ratio của nó 2 vào 150 mấy, 2.5 vào 120 mấy và cước số 3 vào 90 mấy nhé. Ball bearing ratio, không thấy ratio, thôi để mình thử cái ratio cho mọi người. 1 đây. 1 2 3 4 5 ratio khoảng 5.1, 5.2 nha mọi người. Ratio khoảng 5.1, 5.2. Con này con số 5. 5 40.000. Đây, số 6. Con này. Con này size thật của nó tương đương với size 1.000 nha mọi người. Size thật tương đương với size 1.000. Chất liệu là graphic. Đây, tay thì đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải được và gập được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập được. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Khoan trượt cước này. Đây, cước số 1 vào 140 mấy, cước số 2 vào 97 mấy, cước số 3 vào 72 mấy, cước số 4 vào 60 mấy, ratio của nó là 5 chấm. Ok. Con này con số 6. Số 6 40.000. Tiếp theo số 7. Con này size của nó tương đương với size 2.500 3.000 nha mọi người. Đây. Mã 2.000. Đấy, size của nó tầm cỡ đấy, 2.000 cho đến 3.000 luôn ấy. Khá là to. Này, khóa một chiều này, mở này. Chất liệu là graphic nha mọi người. Chất liệu là graphic. Đấy. XX2000. Đấy. Con này cước số 3 vào 175 mấy, cước số 4 vào 145 mấy. Này. Còn cái này là thông số của cái cáp gì đó. Rồi xem cái ratio của nó. Mình thấy ratio để mình thử cái ratio thử. 1 2 3 4. Radio khoảng 4.3 4.4 nha mọi người, 4.3 4.4 và hình như là mình đây, radio khoảng 4.3 4.4. Hình như cái cấu này cũng bị bể này.
cái cấu bị bể mình thấy xoay chỗ này nè. Đấy. Rồi về tự xử nha. Con này con số 7. 7. Con này mình bán 40.000. Số 7 40.000 nha mọi người. Số 8. Con máy này size tầm cỡ size 2.000 nha mọi người. Size tầm cỡ 2.000. Đấy, chất liệu là graphic. Tay thì đổi tay trái phải được và gập tay được nhé. Đảo tay trái phải và gập tay được. Khóa một chiều này. Mở này. Ok. Khuyên ra cước này. Đấy, cước số 4 vào 180 mét, cước số 6 vào 2 vào 140 mét và cước số 8 vào 110 mét nhé. Chạy một ổ bi này. Đó, có radio của nó đâu ta? Không thấy radio, mình thử cái radio thử. Một, hai, ba, bốn. Radio khoảng 4.8, 4.9 nha mọi người. Radio khoảng 4.8, 4.9. Đấy. Này số 8, 60. Số 8, 60. Đây, con máy này size thực của nó là 3.000 nha mọi người. Size thực của nó 3.000. Chất liệu là graphic. Chất liệu là graphic nha. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập được nha. Đảo tay trái phải và gập được. Đấy. À, khóa một chiều này. Khoan ra cước này, ok này. Này, cước số 4 vào 195 mấy, cước số 5 vào 10 bắt đầu mọi người. Đấy, nó chạy 3 bi nha mọi người, 3 ổ bi. Nó chạy 3 ổ bi này. Radio của nó thì để mình thử xem có radio là sao. 1, 2, nhanh như vậy. Thử nhá. Thử lại, thử lại. 1 2 3 4 5. Radio khoảng 5.5, 5.6 nha mọi người. Radio khoảng 5.5, 5.6 ấy. Con này con số 9. Con số 9. 80.000. Số 10 là con máy này. Đây, ngoại hình của nó. Chất liệu là graphic nha mọi người. À, con này size của nó tương đương với size 1.500 á. Size tương đương với size 1.500 nha. Khóa một chiều này. Mở này. Ok. Con này China xuất nhập nha, China xuất nhập. À, tay đảo chiều trái phải được, tay đảo chiều trái phải và gập được nha mọi người, đảo chiều trái phải và gập được. Đấy, gập được. Khoan ra cước này, bị rỉ này, bị khuyết này. Đấy, radio 4.3. Thông số cước thì cước số 1 vào 220 mấy, cước số 3 vào 160 mấy, cước số 4 vào 140 mấy và cước số 5 vào 115 mấy nha. Đó, cước đây. Cước số 4 vào 115, cước số 3 vào 140, cước số 2 vào 160. Đấy. Này con số 10. Số 10, 50.000.
Số 11 con máy này size 3000 nha mọi người, size 3000. Chất liệu là graphite. Đây ngoại hình của nó. Con này nó bị một lỗi là cái chỗ khóa cái tay này này, cái chỗ khóa cái tay này nó bị ở đây. Chỗ này nó bị gãy nha mọi người, về mọi người chế vào đây cho nó cứng luôn, khỏi phải gập cũng được. Đấy, nó đảo tay trái phải được nhé, đảo tay trái phải được. Đấy, do nó bị thu gập nên là như thế. Khóa một chiều này. Ok. Còn chạy mượt lắm. Đây, cứ số 3 vào 180 mấy, số 4 vào 160 mấy và số 5 vào 150 mấy. Size thực của nó là 3000 nha mọi người. Đấy, radio thì để mình thử cái radio cho mọi người. Một, hai, ba, bốn. Radio khoảng 4.7, 4.8. Radio khoảng 4.7, 4.8. Con này con số 11, 30.000. 11, 30.000 nha mọi người. Mười hai, đây là con máy này, chất liệu là graphite, size của nó tương đương với size 2000 nha mọi người, 2000 đến 3000 nhá. Đây, con này đổi tay trái phải được, đổi tay trái phải và gập tay được nhá, đổi tay trái phải và gập tay được, đổi tay trái phải và gập gọn tay lại được. Cước số 3 vào 175 mét, số 4 vào 145 mét và số 5 vào 100 mét nhé. Radio đâu rồi? Không thấy radio, lại phải coi thử xem radio bao nhiêu. 1, 2, 3, 4. Radio khoảng 4.2, radio khoảng 4.2 nha mọi người. Khoan ra cước này. Hơi bị han một tí, mọi người về đánh vệ sinh ra nhé. Bẩn. Đây con số 12. 12. 60. 12, 60. 2, 4, 6, 8, 12. Đó. Tiếp theo con máy này. Đây ngoại hình của nó. Con này size tầm cỡ 3000 nha mọi người, size tầm 3000. Con này China xuất nhập. Đấy. Size tầm 3000. Chất liệu là graphite. Tay đảo tay trái phải được và gập được. Đảo tay trái phải và gập được nha mọi người. Đấy. Khóa một chiều này. Ok. Khuyên ra cước còn đẹp. Đấy. Radio 4.3. Cước số 1 vào 260 mấy, cước số 3 vào 175 mấy, cước số 2 vào 175 mấy, cước số 3 vào 160 mấy, cước số 4 cước số 4 vào 130 mấy. Này. Con này con số 13. 50.000. Mười bốn là con này. Chất liệu là graphic. Size của nó tương đương size 4.000 nha mọi người. 3 đến 4.000. Size của nó tương đương rồi. 3.500 đến 4.000 á. Tay đảo tay trái phải được và gập được nhé, đảo tay trái phải và gập được. Đấy. Quá này, khoan ra cước này còn đẹp này. Ok. Thông số nó mờ hết rồi mọi người, thông số nó mờ hết rồi, để mình thử cái radio xem khoảng bao nhiêu thôi. À, radio này. 1 2 3
Thử lại nha. 1 2 3 4 5. Radio khoảng 5.1, 5.2 nha mọi người. Radio khoảng 5.1, 5.2. Con này con số 14. 14, 70.000. Số 15 con này. Con này chạy ổ bi nhé. Này Alpha Tac. Con này size tương đương của nó size 2.500 3.000 nha mọi người. 2.500 3.000. Con này từ 2.000, 2.000 đến 2.500 thôi. Đấy. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic nha mọi người. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được. Nhưng mà cái tay nó đang bị cứng rồi. Đấy. Đang khá là bị hơi bị cứng nhá. Đấy. Hơi bị cứng, mọi người về nhỏ thêm xí dầu xí nhớt và là được rồi. Đây, khoan trượt cước thì hơi bị hoang dĩ nhá. Về đánh ra. Radio của nó là 5 chấm nha mọi người, radio 5 chấm, còn thông số cước thì nó bị mờ mất rồi. Đấy. Này con số 1 triệu. Này con số 15, 70.000. 15, 70.000. Tiếp theo. Đấy, khóa một chiều này, mở này. Đấy, con này ngoại hình đây. Chất liệu là graphic. Chất liệu là graphic nha mọi người. Con này size tương đương với size 3.000. Size tương đương với 3.000 nhé. Khoan trượt cước này, về vệ sinh đây còn ok này. Ồ, cước số 10 vào 195 mấy, cước số 14 vào 130 mấy, số 18 vào 100 mấy, như vậy. Chạy OB, không thấy đi radio, để mình thử cái radio thử xem. 1, 2, 3, 4, radio khoảng 4.3 nha mọi người, radio khoảng 4.3. Con này con số 10 mấy rồi ta? 16. 16 80.000. 16 80.000. Số 17 con này. Đấy. Con này như tương tương con lúc nãy mà con này size 2.000. Con này size 2.000 nha mọi người, tương đương với size 2.000 nhá. Đấy. Chất liệu là graphic. Tay thì đảo tay trái phải được và gập được nhá. Đảo tay trái phải và gập được. Đó, nút gập nó đang bị cứng này. Nút này nó đang bị cứng nha mọi người. Đây mọi người vệ sinh đi, các mọi người nhỏ vào mở vô gõ tí cái nó ra. Khóa này. Ok. Nói con này. Đây, cước số 8 vào 210 mấy, số 10 vào 140 mấy và số 12 vào 125 mấy này. Ratio của nó là 5 chấm này. Ok. Con này con số 16. À, cái khuyên trực cước nó hơi bị hang nha mọi người, về đánh đi. Số 16, 60.000.
Tiếp theo số 10 là hai con số 16 rồi. Ngoại hình con này rất là đẹp nha mọi người. Ngoại hình con này rất là đẹp. Chất liệu là graphic. Size tương đương của nó là size 3000. Đấy, size tương đương của nó size 3000 nhé. Tay thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập được. Đảo tay trái phải và gập được nha mọi người. Ok. Khóa nè. Mở nè. Khuyên trượt cước vàng đẹp này. Đấy, cước số 2 vào 200 mấy, cước số 3 vào 140 mấy và cước số 4 vào 100 mấy. Không thấy gì radio ta. Em thử radio thử nhé. À. 1 2 tay hơi cứng rồi, tay nó hơi cứng để mình thử lại. Đây. 1 2 3 4 5. Radio khoảng 5.2 5.3 nha mọi người, radio khoảng 5.2 5.3. Con này con số 10 mấy ta, 17. 17 70.000. Mười tám là con máy này. Đây, ngoại hình của nó đây. Bên này nó mắc cái nắp đại thẩm mỹ chỗ này nha mọi người. Mắc cái nắp đại chỗ này. Nó Korea, Korea xuất nhập. Đấy, con này size tương đương size 4000. Size 4000 nha mọi người. Tương đương 4000. Size thật 4000 đó. Khóa một chiều này, mở này. Tay đảo tay trái phải được. Đảo tay trái phải được và gập được nha mọi người. Đảo tay trái phải và gập được. Chất liệu là graphic. Chất liệu của thằng này graphic. Còn cấu kim loại nha mọi người. Cấu kim loại, cấu kim loại. Cước này. Cước số 3 vào 220 mét. Cước số 4 vào 165 mét. Và cước số 5 vào 125 mét nhé. Radio của nó thì nó mờ mất rồi. Để mình thử cái radio thử xem. 1 2 3 4. Radio khoảng 4.4 4.5 nha mọi người, radio khoảng 4.4 4.5. Con này con số 18. 18 100 nha mọi người, 18 100. Số 19. Số 19 là còn một con máy Starseal. Đây, Starseal. Con này Korea xuất Nhật nhé. Korea xuất Nhật. À, thân thì graphic mà cấu là cấu kim loại nha mọi người, cấu kim loại, cấu kim loại. Đây. Con này size tương đương với size 2500 nha mọi người, tương đương với size 2500. Size thật á. Hai nghìn rưỡi, khóa một chiều này, mở này. Cái khoang trượt cước còn đẹp nhé. Thông số cước là cước số 3 vào 140 mấy, số 4 vào 115 mấy và số 6 vào 85 mấy. Radio thì cũng mờ bắt đầu, để mình thử luôn. Thử sản phẩm bao nhiêu. 1 2 3 4. À, radio khoảng 4.7 4.8 nha mọi người. Đấy. Con này con số 19 90.000. 19 90.000 nha mọi người. Số 20 là con máy này.
Đây. Smart 1000 đây, con này size tương đương của nó là 1500 2000 đó nha mọi người, 1500 2000 đó. Xe thật. Mã của nó là 1000 nhưng mà size tương đương của nó tới 1500 2000 đó. Đấy, rất là mượt. Khóa một chiều này, khóa đứng cứng ngắc luôn. Đấy. Chất liệu là graphic cấu kim loại nha mọi người, chất liệu là graphic cấu kim loại. Đấy. Khoang trượt cước còn đẹp nè. Đấy. Cước số 1 vào 150 mét, cước số 2 vào 130 mét, cước số 3 vào 100 mét nhé. Radio 5.3 này. Đấy, ok. Con này con số 20 90.000 nha mọi người, 20-90.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200.000 trở lên thì mình mới bán nha mọi người. Và trước khi mọi người nhận hàng á, mọi người phải bắt buộc phải mở hàng ra xem, kiểm tra cẩn thận xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì đó thì báo cho mình giải quyết ngay lúc đó nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng mà đã nhận hàng rồi thành công rồi với báo bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.